Đang ngán kìa mấy, bây giờ mấy. Chắc qua tôi rồi. Lâu mọi người nha. Chào mọi người. Lâu rồi anh em mình không làm clip ẩm thực mọi người. Trong thời gian đợi nghĩ ra kịch bản tập tiếp theo nên anh em mình sẽ ăn làm món ẩm thực gì bồ bổ mọi người ơi. Đây. Thì có mấy thằng không chưa có món gì đây xíu mới ra món nha. Giờ mình sẽ đào đất rồi nhúng lửa rồi sẽ biết món gì nha anh em. Đào đất chung canh. Ok. Thằng Duy thì nay nó có công chuyện nên nó không có quay được mọi người. Đây có bốn anh em thôi. Rồi giờ mình sẽ tiến hành làm nha. Rồi trong khi bảy đào cái hố này đang nhóm lửa mình với Khanh với Tý sẽ vô làm mấy nha anh em. Là làm tù đá ok. Đi. Đó. Chị em. Bảy dậy còn dơ hết trơn kìa. Ok giờ mình sẽ vô mình làm gà nha. Ok đây là số gà sáng mình đã mua nha anh em. Bốn cái đùi, bốn thằng, bốn cái đùi dừa. Để ra bỏ vô thau rồi rửa sạch cái. Nhanh nhớ không nổi. Mày bỏ gì ra gì để nó bỏ chết cho. Mày bỏ gì ra gì để nó bỏ chết cho. Thì thử đi, không nghề có ông mà đâu. Không lợi dòng vô nữa. Trời ơi, thấy em cắn. Đăng ơi, review đi. Mời các bạn ơi. Mời các bạn ơi. Mời cái thang đây. Thôi chưa được đâu. Rồi, tiếp tục theo là xe lặt rau nha anh em. Này để bên cái gã đông cái. Mập xe lặt rau. Nhưng lặt gì là tích luôn rồi. Ngắt nghe nè. Đi ngắt bỏ cái này cái ta rồi à. Cái dễ. Ừ, chị nhỏ. Cay quá. Mình đã dọn ra ngoài nha anh em. Đấy. Anh em. Bảy nhóm lửa chưa xong phải không? Đây. Giờ cái này nữa. Gãi đông chưa? Cốc này rồi. Mình làm nước ướp cái. Ủ cốc. Ok giờ sẽ làm nước ướp nha anh em. Ok giờ nước bập tới. Giờ mình sẽ ướp một tí nước tương nha mọi người. Rồi vừa thôi. Thôi. Nước ngọt. Miễn thôi nha, mày đổ hết bịch đi. Thì tí hạt nêm đúng rồi. Hạt nêm cà no. Này chấm xay chua ngon nè. Ok đây nước đang làm nước ướp nha anh em. Bỏ mớ ớt vô nữa. Ớt bỏ vô cái nó là đường. Ơi khỏi được. Thành công. Ngọt rồi. Sẵn rồi. Có lửa cho em bảy. Quá trời nắng rồi. Nhóm lửa ngoài nắng. Trứng. Ok đây là nước ướp của anh em mình nha mọi người. Đấy. Cái này cũng khá là đậm đặc, khá là ngon này. Lúc này nè. Bây giờ là mình sẽ khứa ra nha anh em. Khứa là nó thấm vô là nó nhanh chín. Đâu. Thịt gà mình đã khứa ra anh em, giờ mình sẽ ướp nha. Đấy. Thank you.
giờ mình sẽ nướng nha anh em. Trời chuyển đang thui cho mọi người. Chúc mình nướng kịp không nó đây. Bây giờ mình sẽ chơi món gà ung khói nha anh em. Khói gà ung kìa. Chút khỏi chắc khói chết quá. Đây mọi người. Khói quá trời, bay lấy nét không còn không có luôn. Thì đặt gà lên rồi sẽ mình kiếm góc quay đẹp mình quay cho anh em xem nha. Thì bây giờ nướng lẩu chín và hai kia nó vô chỗ nó chơi game luôn mọi người, còn mình với anh em mình không mọi người. Mình thấy nó chấm không? Chấm này thì mình cắt ra mọi người, nó cũng không cay nhiều nha. Bây giờ mình sẽ dầm ra mình cho anh hai đó nha mọi người. Dầm cho nó như tử luôn, cho nó cay thì là cay luôn. Còn chén của mình với anh em mình sẽ chấm chén này cho mọi người, mình sẽ làm chén nước tương ớt thôi chứ không phải làm nước mắm ớt nha. Mình sẽ làm một chén ớt thôi. Giấu qua một bên để cho nó ăn trước mình nó chấm hồi đi mình ha. Cái này nãy giờ anh em mình nướng đâu gần tiếng hồ mà nó chưa chín rồi, tôi bự quá trời nó mình cắt ra nhỏ nhỏ bớt này. Đây thì xem chén này nha, để xíu mình sẽ dầm ra cho nó nước cho nó kẹo nó đỏ luôn nha. Chén hai anh em mình đây mọi người, chén nước tương thôi, nữa một cái ớt là đủ rồi. Đây mọi người, chén ớt nó chấm mọi người, dành cho ớt nó nhừ ra. Cắt khứa này thì nó không cay như mọi người. Dầm này ra nước nó ra chắc nha. Cái nhỏ nhỏ này mà dầm ra nhiều cái được biết luôn, tới công chuyện luôn. Đây mọi người, gà của mình nè. Đấy. Mọi người thấy sao? Vì món gà gà nướng nha. Nướng gọi là nướng gì ta? Người nãy bịch nước ướp nữa mà không cho mọi người xem có thấy không nữa. Đây, ướp. Nó có canh mọi người canh thấy không? Hai con gà đã canh chuẩn bị chín rồi. Gà tới kìa, thấy không? Không biết gì chứ mồi chín cái là có mặt đông đủ vậy mọi người. Lúc mà chưa có thì ổ canh vô chơi game cái mồi gần chín cái là mặt đông đủ không thiếu một thằng nữa thấy không? Thấy không? Rõ ràng. Ok, giờ mình sẽ gấp gà ra rồi review nha anh em. Câu cuốn cuốn là hồng câu gì nè? Câu gì? Những cái loại mà không câu, làm. Câu gì đấy? Mày ăn cái gì? Ăn cái gì không? Quam luôn, quam thì ăn đâu? Đúng rồi. Kinh qua review nha anh em. Đấy, chuyển qua mấy chính ra mấy mình đây chính nè. Chưa? Mày. Okay, giờ mình sẽ review cho mọi người đây. Này là chính hết nha. Mèo chưa chín này nướng lại chứ giờ cũng đợi lâu lắm mày. Để hồi nãy lắm rồi hả? Bảy vô bảy. Chính vô ngồi trước quay. Rồi mình sẽ ngồi xuống hạ cánh cái em nè. Quay mấy đồng chí review cho mọi người. Ok, giờ bảy sẽ review cho mọi người. Rồi, mọi người nghe. Quá trời thịt nó đỏ nó vàng này. Comment này tay cùng mọi người. Lâu quá không quay ẩm thực. Bố mình gì lâu lắm vậy thế nhá. Lâu quá không quay ẩm thực nên tay hay gung nha mọi người.
Sao vậy? Ngon vậy? Ngon. Lụm à. Lụm à mọi người ơi. Đây, mình mời mọi người nha. Này mướn hơi khác chứ mọi người. Nó bự quá trời, nó lâu. Là trong phi mà. Cắt khứa này thì nó không cay như mọi người. Thử hết cay ra nước nó ra chắc nha. Hấp trời mẹ. Đi nó chấm nước cay đầu cái gì vậy? Đây này tính ba quỷ là nước tương ít ớt ít thì cho em bé ăn thôi. Nè em tính cho cho nó cay thứ nó cay dữ mà sao sao nó chấm nước đầu thì hết cay luôn mọi người. Cái men cầm cái cục bự đây quan đá mọi người, mời mọi người nha. Đâu mình thấy mọi dịch dịch rồi à. Cay thiệt mày ơi, mình phê kiểu gì vậy ai biết còn không biết đây không biết còn không. Mời tất cả mọi người nha. Ôi mời vậy hả? Chưa nào biết cho ai ăn đây. Mình ăn với ai? Mọi người miếng da nha. Ngon 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 ngon. Ngon ngon ngon. Sao đã không? Ủa okay. Rồi nước mắm. Ăn cái sao ngon hơn nha. Ừ. Cay lắm. Mọi người nha. Mình sẽ nước mắm. Ngầm 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 lạc chết luôn. Giờ có hơi mời anh em thông cảm nha. Rồi lâu quá không gây ẩm thực nên tay nó run run sao mọi người. Đây cái đùi nè mọi người. Mọi người cái đùi nha. Cảm ơn mọi người, đây mời mọi người cái nguyên cái đùi luôn nha. Em được thử cái đùi nè. Thằng quết nó chấm với mọi người đây. Để nó cài mà cho tham ngồi nó cài để đợi mình nè. Quất cái này nó cài nó mới ngon mọi người. Nóng quá. Đã mọi người. Quá lạnh. Thầm nó gao nữa hả? Gao à? Ừ. Chưa mà ăn cái này còn gì bằng. Go 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 go. Nóng không? Thịt không mọi người ơi. Thịt là nóng rồi. Quá trời thịt luôn, đói ao luôn. Mỗi mình đói hiểu mấy ha. Đã, cay mà đã. Nghe mập giờ cũng chấm này luôn mọi người. Nước này chấm thì nó vừa ăn ngon hơn. Mà nó hơi cay. Mọi người làm theo món này là ăn kiền luôn mọi người. Lâu lâu đã ha. Mình không thèm mệt mỏi nên phải này phải xả chết mọi người. Ăn chán cái tới luôn luôn. Thấy không chuyện á. Không chuyện. Rồi nãy giờ cạp không hết rồi quá bự. Cảm giác sao anh? Cảm giác sao? Không được luôn mới được xin đèn. Xuống chưa? Sao vậy cái đó. Đợi cái clip mình mà khuyên mình hoàn thành luôn cái mình mình chơi cái hai con gà cái thằng nữa con ăn cạp nha. Thôi chuyện luôn. Thằng con đi. Thằng con hay gì? Thằng con đi. Không mà nhớ chia sẻ nhiều nhiều mạnh cho mọi người. Đi đâu tại cách này trời hay mưa mọi người. Chứ mà tí mấy hôm nay nó lên nội nên anh không có đủ tem để mà ra ý tưởng nên quay với mọi người. Nó hơi lâu. Không biết mà mang được xem mọi người. Tí là giám đốc. Không có cái là hết người ngoẹn hết gần. Con sao đừng nói. Con sao nói người ta cười tí. Con đùi nãy giờ no luôn hết à. Đây mời mọi người nha. Nếu mọi người có yêu thích tí thì mọi người chia sẻ gì cho mới có tiền đó gà. Rồi lúc bạc về là thằng con heo cái gì?
Thôi con giữ mãi. Heo ăn sao nổi. Nó thay đồng nặng heo luôn á. Thằng con heo hay thành con heo? Đang nói suy nghĩ lại heo kỳ vậy. Còn hai cục bên kia mọi người đang nướng để chưa chín. Hai cục đó để nhậu ra. Nhậu vậy. Tí nó kìa mọi người, tới cử nó mọi người ơi. Thứ bảy. Tới cử làm sao? Thứ bảy nữa rồi anh em ơi. Lại cùng mình nhậu không? Sao? Thứ bảy nữa anh em ơi. Lại cùng mình nhậu không? Cái gì nó? Cái gì nó? Đi gà keo. Cái gì ăn? Giờ ăn tiêu ta? Bạn phải trả giá như cái hành động của bạn. Có phải mà không rủ mình nhậu à? Cái ông im mẹ ăn luôn. Cái gì ok, bây giờ mình tới đây kết thúc luôn rồi. Quê luôn, quê luôn, mình quê kết thúc rồi mình quê. Thay mặt có sượng không anh em? Ok, bây giờ thì mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Nếu mọi người thấy hay thì hãy like, đăng ký, chia sẻ, nhớ bật nút chuông mọi người ơi. Bởi vì cái này nó ít hiển thị lắm rồi, nó mắc đề xuất á, giờ là không bật chuông nữa sẽ không ra video mới, sẽ không thấy á mọi người. Bye bye mọi người nha, hẹn gặp mọi người video tiếp theo nha mọi người. Bye. Gấu. Cày đại vỗ ngoài. Gắn kìm mấy anh bây giờ mấy. Gấu quá. Gắn kìm. Chắc qua tuôn rồi. Chắc qua tuôn rồi. Gì kìm kìm gắn qua tuôn rồi. Hết chung nhớ chung chưa? Tí không tí mày. Ngồi tàn nè.